Kính thưa quý quan khách, quý chức sắc tôn giáo, quý hội đoàn, quý đảng phái, cùng quý thân hào nhân sĩ trí thức và quý đồng bào đồng hương hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý liệt vị, tôi là Thượng tọa Thích Thiện Minh từ trong quốc nội, là cụ tù nhân lương tâm trải qua suốt 26 năm lưu đày trong nhà tù Cộng sản, là thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Hôm nay tôi rất hân hạnh được lời mời phát biểu nhân ngày quốc tế nhân quyền ngày 10 tháng 12 năm 1948, ngày 10 tháng 12 năm 2017, đồng thời cũng là kỷ niệm ngày tù nhân lương tâm Việt Nam. Tôi xin kính gửi đến ban tổ chức, quý quan khách, quý chức sắc tôn giáo, quý hội đoàn, quý đảng phái, cùng quý thân hào nhân sĩ trí thức và quý đồng bào đồng hương hiện diện lời vấn an ân cần thăm hỏi, lời chào đoàn kết vì tinh thần tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị, tôi được biết năm nay ông Phạm Trần Anh, chủ tịch Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam tại hải ngoại, nhà biên khảo lịch sử, đã phối hợp cùng quý hội đoàn tổ chức ngày lễ quốc tế nhân quyền tại San Jose, Bắc Cali, đồng thời kỷ niệm ngày tù nhân lương tâm lần thứ 5. Trong dịp này, vinh danh tán dương tinh thần đấu tranh nhiệt huyết, kiên dũng bất khuất của những nhà dân chủ và dân quan từ trong quốc nội, tôi rất lấy làm vui mừng và hoan nghênh cho ngày lễ vô cùng trọng đại và rất có ý nghĩa này. Kính thưa quý vị, đây là lễ kỷ niệm lần thứ 69 ngày ra đời bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nêu cao những quyền căn bản và giá trị con người cần phải được tôn trọng trên khắp toàn cầu. Và 69 năm qua, trên toàn thế giới đã có hàng triệu triệu người dấn thân tranh đấu cho công lý, hòa bình, bình đẳng và tự do dân chủ vì nhân quyền, và cũng đã có hàng vạn người bị bắt bớ, tra tấn, tù đày, và nhiều người đã vĩnh viễn ra đi vào lòng đất lạnh đau thương cho những quyền căn bản này, để cho chúng ta được thừa hưởng lợi ích lớn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng là lễ kỷ niệm ngày tù nhân lương tâm Việt Nam lần thứ 5, kể từ khi được Quốc hội California phê chuẩn quyết nghị chọn ngày quốc tế nhân quyền làm ngày tù nhân lương tâm Việt Nam. Đây cũng là mốc lịch sử đánh dấu sự hy hiến của những chiến sĩ tự do đứng lên tranh đấu, đòi hỏi những quyền lợi thiết thực cho người dân bằng từ trái tim của mình. Tuy nhiên, 5 năm qua, nhà tù Cộng sản Việt Nam vẫn còn giam cầm khắc nghiệt nhiều tù nhân chính trị và tôn giáo, và nhất là gần đây cũng đã giam giữ và bắt thêm nhiều nhà đấu tranh ôn hòa bất bạo động và không ít dân quan khác nữa như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, kỹ sư Phạm Văn Trội và mục sư Nguyễn Trung Tôn, vân vân. Trong đó, đặc biệt là doanh nhân, nhà nghiên cứu luật Nguyễn Bắc Truyển, đương kim Tổng Thư ký Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam trong nước. Nguyễn Bắc Truyển là một người giàu lòng từ tâm, có tấm lòng nhân ái đối với các cụ tù chính trị cùng thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa, sống hài hòa, đoàn kết, tôn trọng các tôn giáo, luôn mở rộng lòng yêu thương với tha nhân và những người sắc tộc trong nước. Ngoài ra còn có em Nguyễn Mai Trung Tuấn, dân quan tỉnh Long An, chỉ mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi vị thành niên, cũng đã bị bắt và ra tòa xét xử. Nay dù đã mãn án nhưng hiện em bị bệnh tật và cuộc sống của em cùng gia đình thật tận cùng khốn khổ.
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày tù nhân lương tâm, tôi xin cất lên lời kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế, hội ân xá quốc tế, các quốc gia yêu chuộng tự do trên toàn thế giới, và nhờ sức mạnh đoàn kết của đồng bào Việt Nam tại hải ngoại, hãy vì tình yêu quê hương Việt Nam, vì quyền con người mà lên tiếng can thiệp với chính phủ Hà Nội, sớm trả tự do cho những chiến sĩ và đồng bào dân oan đang còn bị giam cầm trong nhà tù Cộng sản. Hãy ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa và quan tâm cho những hoàn cảnh khốn bách của các cụ tù nhân lương tâm đã được trả tự do, đang gặp nhiều khó khăn bệnh tật trong cuộc sống để hòa nhập cộng đồng, và giúp đỡ cho những tù nhân lương tâm đang ngày đêm trong trốn lao tù vô cùng nghiệt ngã. Hãy xóa bỏ dị biệt, tiểu tiết, hai quan điểm cá nhân để có cái nhìn chung về một hướng cùng tranh đấu cho tiến trình dân chủ hóa đất nước. Cuối cùng, một lần nữa, xin kính chúc sức khỏe tất cả quý liệt vị và chúc buổi lễ được thành tựu viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào chư liệt vị. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi.